bất ngờ ông Nguyễn Quốc Cường, tức Quốc Cường Gia Lai, cho dù đã rút hoàn toàn ra khỏi Quốc Cường Gia Lai từ 10 năm nay, nhưng khi bà mẹ của ông là Nguyễn Thị Như Loan bị bắt, ông đã xuất hiện tại Đại hội đồng cổ đông của Quốc Cường Gia Lai và nắm quyền điều hành tập đoàn cũng như công ty này. Ông Nguyễn Quốc Cường khẳng định với các cổ đông rằng hãy thành ý và toàn tâm toàn ý với tập đoàn, với công ty. Bởi lẽ Quốc Cường Gia Lai vẫn đang vận hành bình thường và đang có hướng ra rất tốt. Hướng ra rất tốt đó là gì? Đó là ông Nguyễn Quốc Cường sẽ bán một số dự án thủy điện, lấy đó trả cho bà Trương Mỹ Lan để bà Trương Mỹ Lan khắc phục vụ án, hậu quả vụ án. Bà sẽ tái khởi động dự án phát triển Nhà Bè. Ông hy vọng rằng dự án này có thể mang lại lợi nhuận hàng chục ngàn tỷ đồng, hàng chục ngàn tỷ đồng dư sức trả các khoản nợ và cổ đông cũ tức là sanh lại. Thưa các chị, nhưng đó chỉ là lời nói thôi, thực tế thì như thế nào? Năm chúng tôi nói về các dự án thủy điện mà Quốc Cường Gia Lai sở hữu trước hoặc đang đầu tư trước. Năm 2012, công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai đầu tư đưa vào khai thác 3 tổ máy của dự án thủy điện Iagrai 1 Gia Lai với tổng công suất 10,8 MW. Dự án được khởi công xây dựng vào cuối tháng 6 năm 2009 đến tháng 8 năm 2012 thì hoàn thành và chính thức đưa vào lưới điện quốc gia. Theo bản cáo bạch năm 2010, tổng chi phí đầu tư xây dựng bao gồm chi phí xây dựng và chi phí mua máy móc là 245 tỷ đồng. Sau khi thành công với dự án đầu tiên, Quốc Cường Gia Lai tiếp tục đầu tư vào các dự án Iagrai 2, Blaikeo và Anjun Trung. Trong đó, nhà máy thủy điện Iagrai 2 nằm ở xã Lato, huyện Lakrai, tỉnh huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai với tổng công suất lắp máy 7,5 MW. Nhà máy thủy điện Anjun Trung nằm tại xã Công Thập, huyện Mang Giang và xã Trang, huyện Đắk Đo, tỉnh Gia Lai, dự kiến công suất lắp đặt là 13 MW. Đến tháng 4 năm 2003, Quốc Cường Gia Lai đã chuyển nhượng dự án thủy điện Iagrai 1 cho một công ty cổ phần thủy điện Mặt Trời. Động thái này được cho là do hoạt động kinh doanh của không mấy khả quan của Quốc Cường Gia Lai. Thời điểm 2022 doanh thu đạt 1.274 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Nhưng lãi ròng chỉ còn 25 tỷ đồng, giảm 62%. Rồi ngày 20 tháng 5 2024, Hội đồng Quản trị Quốc Cường Gia Lai đã ban hành nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng dự án thủy điện Iagrai 2 và nhà máy thủy điện Anjun Trung nhằm tái cơ cấu đầu tư. Trong đó, nhà máy thủy điện Iagrai 2 dự kiến giá 235 tỷ đồng. Nhà máy Anjun Trung được Quốc Cường Gia Lai đặt giá trị chuyển nhượng là 380 tỷ đồng. Theo ông Cường, việc chuyển nhượng các dự án thủy điện đang trong quá trình thương thảo với đối tác, dự kiến hoàn thành vào năm nay. Và dòng tiền đó sẽ nhằm trả cho cơ quan điều tra, nộp cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả vụ án Trương Mỹ Lan và lấy lại dự án Phước Kiển. Dự án Phước Kiển 91,6 hectare là một dự án đáng chú ý. Tháng 3 năm 2017, Quốc Cường Gia Lai và công ty cổ phần đầu tư Sunny Xlang đã ký hợp đồng hợp tác liên quan đến dự án này. Và sau đó, nó có một quá trình tranh chấp với nhau. Cuối cùng thì bà Trương Mỹ Lan bị bắt và Quốc Cường Gia Lai buộc phải nộp lại 2.882 tỷ đồng đã nhận từ Sunny, đó lại phía Sunny chuyển nhượng lại toàn bộ phần đất đã nhận của Quốc Cường Gia Lai. Ông Nguyễn Quốc Cường nói rằng Phước Kiển rất tiềm năng, ở vị trí rất đẹp, sát bên Phú Mỹ Hưng, đã có rất nhiều đối tác trong ngoài nước quan tâm. Quốc Cường Gia Lai đang đàm phán với nhiều đối tác về phương án triển khai, nhưng việc ban đầu quan trọng nhất là phải là dự án về hoàn thiện các thủ tục mới có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau. Theo ông Cường, Quốc Cường Gia Lai sẽ làm mọi cách có đủ số tiền hơn 2.880 tỷ đồng nhằm thu hồi lại toàn bộ dự án. Và tuy nhiên chúng tôi thấy tiền bán ba dự án thì chỉ được 1.000 tỷ thôi, còn hụt 1.800 tỷ lấy đâu ra? Thì ông Nguyễn Quốc Cường ông đưa ra một khả năng mơ hồ là sẽ bán hàng tồn kho của Quốc Cường Gia Lai cũng khoảng trên 1.000 tỷ đồng. Nhưng không phải là lấy lại dự án là thôi, lấy dự án thì tiền đâu để đầu tư. Bây giờ chúng tôi nói về cách kinh doanh cốt lõi của Quốc Cường Gia Lai.
để xem coi khả năng của họ như thế nào lúc bình thường và trong cơn hoạn nạn. Thưa các anh chị, trong lúc bình thường, Quốc Cường, Gia Lai, kinh doanh thủy điện như chúng ta đã thấy không hiệu quả gì cả. Không hiệu quả. Đổ tiền một đống tiền đó mà chưa thấy hiệu quả. Chúng tôi chưa cũng không dám nói không hiệu quả, chưa thấy hiệu quả. Thứ hai nữa là những số tiền lớn, cục tiền lớn mà Quốc Cường, Gia Lai có được không phải từ một quá trình kinh doanh nghiêm túc tạo ra những dự án, tạo ra những sản phẩm nhà ở, tạo ra những giá trị thật dư thật sự cho xã hội, mà là thông đồng với các quan tham để chiếm đoạt tài sản nhà nước bằng hình thức tinh vi. Và cái tên Cường Đô La cũng thể hiện điều đó. Cường Đô La là gì? Quốc Cường Gia Lai kinh doanh cũng theo kiểu như tên hiệu của con, đồng Lô La. Đa kim ngân phá luật lệ, phá tất cả các luật lệ. Ông Tất Thành Cang, một cán bộ đoàn, coi là thủ lĩnh của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh, cũng gục ngã. Chúng tôi không nói ông Tất Thành Cang nhận hối lộ gì cả, cơ quan điều tra không kết luận, nhưng mà ông đã làm sai và đã bị ở tù trong cái mối quan hệ này, cũng liên quan đến đất cát nhà nước, lôi kéo xuống rất nhiều công ty và nhiều nhân viên cán bộ thành phố khác. Rõ nhất là trong cái vụ án công ty cao su, chúng tôi không nêu tên, các chị nhớ dài dòng, nhóm công ty cao su liên kết với bà Nguyễn Thị Như Loan và Nguyễn Thị Như Loan lập một cái pháp nhân không mang tên Quốc Cường Gia Lai để không ảnh hưởng gì đó, rồi mua lại của chuyển nhượng lại của công ty cao, nhóm công ty cao su này với giá rẻ mạt như cho. Rồi bà lấy số tiền, lấy cái dự án đó bán cho các pháp nhân khác, bà lời gần 800-900 tỷ đồng liền tay. Thì đó là cách kinh doanh cốt lõi của Quốc Cường Gia Lai. Tay không bắt giặc, nhưng bây giờ giặc ở đâu mà bắt? Chính bà Loan đã biến thành giặc rồi và đã bị cơ quan pháp luật bắt, thì bắt ai đây? Tay không bắt giặc nào nữa, không còn tay không bắt giặc nữa, thì Quốc Cường Gia Lai làm cái gì? Tài năng gì, tề thiên đại thánh gì mà biến hóa cục diện nguy thành cơ được? Tôi không tin, thưa các chị, không tin. Và phương án của ông Nguyễn Quốc Cường đưa ra tại đại hội đồng cổ đông là nó rất xa vời. Các đập thủy điện đang trong quá trình thương thảo bán, chắc gì đã bán được, mà có bán được thì cũng chưa đến 1.000 tỷ đồng, lấy đâu ra 2.800 tỷ đồng để trả? Ông nói là ông sẽ bán tiếp bất động sản tồn kho, bán cho ai trong thời điểm này? Ai mà dám rớ tới bất động sản của Cường? Thưa anh chị, trong dự án này đang con ra cũng đã chưa đã có kết luận gì cả, mới vô thôi. Thế mọi người đang làm ăn ta cũng cao chạy xa bay thôi, chứ đừng nói người mới vào bỏ một đống tiền vào, và thứ hai khi chuột lại dự án Phước Kiển Nhà Bè rồi thì tương tai sai rồi, phải đổ cái mấy ngàn tỷ nữa, tiền ở đâu đổ vào? Ngân hàng nào dám cho dài nữa, thưa anh chị? Như vậy thì như thế nào là một cái tương lai u ám đối với Quốc Cường Gia Lai và với những cổ đông? Thưa anh chị, ông nước mắt cổ đông đã có ngũ đại mỹ nhân trên thế gian này đi qua cuộc đời của Quốc Cường Gia Lai, của ông Nguyễn Quốc Cường, gọi là Cường Đô La. Năm đại mỹ nhân, ngũ đại mỹ nhân, người đi qua đời tôi không nhớ gì sau người, em đi qua đời anh không nhớ gì sau em. Những người đó chia tay với Cường Đô La, với Cường Đô La nhưng vẫn vui vẻ, bởi vì Cường Đô La là Cường Đô La, có rất nhiều đô la, thế thôi. Nhưng ngoài cái tiền đô la có được từ cách tham ô tài sản công quỹ nhà nước như thế, thì chúng tôi đánh giá và nhiều người nữa đánh giá tập đoàn Quốc Cường Gia Lai không có giá trị cốt lõi thật sự về mặt kinh doanh, mà từ tội phạm mà có. Đó là lúc bình thường, lúc đặt quan hệ với các quan tham, được các quan tham bảo trợ, tay không bắt giặc. Còn bây giờ quan tham, mà các chị nói quan tham là ai? Đó, quan tham đó là những người ở nhóm công ty cao su, và là bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, được chưa? Thưa các anh chị, cơ quan điều tra cũng đã bắt bà Nguyễn Thị Hồng rồi, rõ ràng là như vậy. Vậy thì e rằng Quốc Cường Gia Lai lành ít dữ nhiều. Chúng tôi cũng rất mong Quốc Cường Gia Lai tai qua nạn khỏi, bởi lẽ không chỉ là thân phận của bà Nguyễn Thị Như Loan, ông Cường Đô La, mà còn là bao nhiêu cổ đông nữa. Thưa các anh chị, nước mắt cổ đông
chạy theo phấn son của ngũ đại mỹ nhân đi qua cuộc đời của ông Cường Đô La. Nước mắt cổ đông chạy theo tiếng gầm rú siêu xe của Cường Đô La, và nước mắt cổ đông chạy theo tiếng còng số 8 bập vào tai bà Nguyễn Thị Diệu Loan. Xin cảm ơn anh chị.